Vâng, em MC xin chào tất cả các bác. Thì cặp kèn này em giới thiệu cho các bác để các bác nào có nhu cầu sưu tầm cũng như để chơi những cái dòng loa lớn thì liên hệ cho em. Cặp kèn này đến từ Mỹ của hãng Electric Boy. Các bác có thể lên eBay và search nha. Mã kèn tí nữa em nói cho các bác. Đây là kèn gang. Đường kính từ đây qua đây nó là tầm 45 46 nha. Cái viên gạch này là 80, các bác có thể hình dung, và nó chết ra hai lỗ nha. Đấy. Thầy kèn kèn này có độ nhẹ lên tới là 128 dB. Kèn này đứng thứ hai của hãng nha các bác. Đấy, đứng thứ hai trong của hãng là đời cao nhất nha. Đây là hệ kèn gang, nói chung là thế này, kết cấu của nó là dòng lớn nên được thiết kế rất là đẹp nha. Hãng Electrovoy và Antech là hai hãng tiên phong trong nghiên cứu kèn và để kèn và những cặp loa chép. Vâng, cặp bộ này thì em bán vậy để giao lưu cho các bác là giá 16 triệu nha, 16 triệu. Đấy, các bác có thể thấy phía sau cái đàn đàn anh của nó này là một model cũng là 121829 nha. Các bác có thể ghi là Electrovoy 121829 thì nó sẽ ra. Cái đàn anh của nó là 1829T nha, cũ nó to hơn ở đây nhưng giờ nó rất là đắt. Còn con đây là 1829 nha. Đấy, 1829 thì giá một cái bộ cái cũ rồi này, không có cái gang này ở Việt Nam mình bán 12 13 triệu rồi nha. Thì không biết giá trị nó thế nào. Cặp này thì từ hàng eBay về, series là liền kề trồng nghe luôn nha, 538 rồi cũng 538 nha. Tất cả là bao riêng nguyên bản cho các bác. Bộ này là hỗ trợ cho các bác là giải trung âm rất là hay và giải cao, giải chép. Các bác chỉ cần gắn vào cái cặp loa này. Đấy. Dây dây kém xuống cái loa của bác đang dùng, có thể là những cặp loa JB này. Tăng noise vân vân, kẹp những cặp đồng trục toàn giải bass 40. Đấy, đây là những cái trạm loa. Các bác nghe thấy từ những cái loa Mỹ nha. Thì theo năm tháng nó cũng chạy chóc sơn chuyện bình thường thôi. Nhưng cơ bản là tất cả là nguyên zin hết nha. Họng kèn rất là đẹp nha, họng kèn gang đúc nha các bác. Đấy. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trong qua hai số điện thoại với trên màn hình. Giá là 16 triệu 500 ngàn đã bao ship nha, rất là nặng nha, một cặp kèn rất là đáng lên em sưu tầm. Đứng thứ hai trong top của hãng Electrovoy.